Viết bài toán này người ta sẽ cho là người ta cho sẵn CH2 và H2 luôn. Chúng ta sẽ có CH2 là 0.5, H2 sẽ là 0.65. Đi cái tự độ thu được nó bích. Bích này là tỷ số hơi so với đô là 8. Vậy người ta có mới 8 nhân 2 là 16 nữa. Nó bích này sẽ gồm có CH2, CH4, CH6, CH2. Này qua đây AG3 đến 3 thì sẽ ra cái tuổi này. Cái tuổi này chúng ta có là 12 số 2 12 gam thì nó sẽ chia cho 240 thì sẽ là đi 0.5. Chúng ta này đi qua AG3 thì chỉ có thằng CH2 bị giữ lại thôi ra trước cái tuổi này. Thì còn còn lại là ODB thì sẽ gồm một CH4, CH6 và Hero cộng với Chrome tối đa thì thu được CH4 tối đa 2 CH6 cũng là đến 2 Hero cộng với Hero. Với bài toán này nó hỏi Chrome thì mình sẽ áp dụng một cái kích mình sẽ tính được cái NX. Cái này mình sẽ gọi là ODB. Mình cần tính đi M hero phản ứng thì chúng ta sẽ tính được cái MA đó. MA thì bằng 0.35 nhân với cả 26 bằng 0.65 nhân 2 đúng cho nhau nó bằng cái gì. MA thì đương nhiên bằng mới. Đấy thì mình sẽ tính ra mới. Giờ mới. Mới này thì sẽ bằng là 10.4 mình chia cho 16. 10.4 chia cho 16. Là 0.65. Ở đây thì mình sẽ suy được N hero phản ứng. Lưu ý là N hero phản ứng thì sẽ bằng NA trừ đi NX này. Bằng NA trừ NX. Lúc này như vậy là mình sẽ tính được là nó bằng cái này là 0.65 này, cái này 0.65 hết, còn 0.5. Tức là 0.35 này, cộng 0.65 trừ đi 0.65. Mình sẽ 0.35. Ở đây thì chúng ta có thể áp dụng bài toán lý thuyết pi được rồi. Áp dụng bài toán lý thuyết pi. Chúng ta lưu ý là cái liên kết pi ban đầu này, ban đầu thì chúng ta sẽ có liên kết pi trong CH2 này. Sẽ là 0.35. Mà CH2 là acetylene thì nó 1 với 3 thì nó sẽ có hai liên kết pi nữa. Thế còn đấy là cái liên kết pi ban đầu. Thì cuối cùng thì liên kết pi này nó đi về đâu một phần trăm thì một cái liên kết pi nó cũng còn đây. Cái thằng này nó cũng còn hai liên kết pi này. Thì còn lại thì bọn này nó thành một chất nói rồi, cái đó nó sẽ là sẽ bằng liên kết pi nó sẽ bị mất đi do nó cần rôm rôm này sẽ đến cái phần rôm do tay số đốt vào thì sẽ ra được cái ra nổ rôm mình sẽ bằng cái gì cái này không phải 35 nhân 2 là 17 này. Chỉ đi 0.1 là 16 16 chỉ đi 0.5 thì còn 0.25 như vậy cái này chúng ta áp dụng cả toàn lượng tích pi.